Cả bà con, thì trong cái video này chúng ta trở lại cái câu chuyện cuộc chiến giữa Hồng Loan và là nhà báo Huỳnh Hòa Bình nha bà con. À, bây giờ giữa Hồng Loan và Hồng Phượng thì có lẽ tạm lắng ha. À, nhưng mà giữa Hồng Loan với lại là nhà báo Huỳnh Hòa Bình ha. Rồi trước hết xin chúc cho bà con một ngày an lành bình yên. À, thì thưa bà con, hôm nay hôm qua đó thì bắt đầu có cái tin đồn ở trên mạng là Hồng Loan đã đi xét nghiệm ADN và là đã được chứng minh là con ruột của nghệ sĩ Vũ Linh. Đấy. Thì trên mạng lan truyền rất nhiều cái tin đó. À, và ngay lập tức nhà báo là Huỳnh Hòa Bình thì lên tiếng. Đấy. Thì nhà báo Huỳnh Hòa Bình cho rằng đó là một cái thông tin giả. À, chứ không phải là thông tin thật. Là bởi vì nếu mà thông tin thật thì đích thân Hồng Loan sẽ công bố, chứ không phải là mạng xã hội công bố. Đấy. Đây, và nhà báo Huỳnh Hòa Bình đã lên một cái status rất dài ha. À, lên từ hồi hồi sáng. Thì tôi cũng không có đi sâu vào cái bình luận này làm gì. Nhưng mà ở đây thì chúng ta nói đến một cái hiện tượng thú vị, tức là hiện tượng mạng. À, mạng xã hội thì do phần lớn mạng xã hội, kể cả các kênh YouTube đều ủng hộ là cô Hồng Loan. Do đó là theo tôi thì có lẽ là họ tự dựng ra cái câu chuyện là Hồng Loan là đi xét nghiệm ADN. Họ tự dựng ra rồi họ theo dệt nên. À, và rồi họ bắt đầu là loan truyền đi. À, cái kiểu như là do là cái fan ủng hộ đó. À, thì thông thường là họ yêu mến người nào thì họ là có những người họ dựng lên là như cái kiểu đó. À, thì để rằng là họ tạo ra một cái khí thế. À, thì cái này đúng là một cái hiện tượng mạng, phải nói là rất là đặc biệt. À, và ngay lập tức thì nhà báo Huỳnh Hòa Bình là phản pháo về là cái hiện tượng này ha. À, phản pháo về hiện tượng này. Đấy, thì trong cái bài viết này nó có nhiều cái vấn đề mà cũng đi sâu vào là cái mối quan hệ giữa nghệ sĩ Vũ Linh và là Hồng Loan, rồi những cái trường hợp khác. Nhưng mà tôi không có điểm là bởi vì nó xa vào là cái đời tư. À, xa vào cái đời tư của người này người kia. À, ở đây tôi chỉ quan tâm đến là cái vấn đề là cái ADN. À, vậy thì nếu như mà Hồng Loan đi ra tòa thì có cần phải là xét nghiệm ADN với lại là nghệ sĩ Vũ Linh hay không? À, thì theo tôi á là có lẽ là không cần. Không cần thiết. Không cần phải chứng minh là mình là con ruột. À, bởi vì con nuôi hợp pháp đấy. Con nuôi hợp pháp và con ruột thì có cái vai trò vị trí hoàn toàn như nhau. À, hoàn toàn là như nhau. Do đó là một người là nếu là con nuôi thì họ cũng không cần phải cố chứng minh con ruột làm gì. À, đấy, bởi vì họ hoàn toàn có là quyền lợi và nghĩa vụ như nhau. Nhưng mà phải đúng theo cái quy định là cho nhận con nuôi nha bà con. À, phải đúng theo là quy định. Còn ví dụ như là những cái mà cho nhận con nuôi mà nó không có đúng theo cái quy định của pháp luật
thì sẽ không được hưởng những cái quyền lợi và những cái trách nhiệm, quyền và là trách nhiệm, mà có khi lại là bị tòa án là họ bác đi. Đây là tôi nói về nguyên tắc chung chứ không phải là nói về trường hợp của cô Hồng Loan này. Do đó cái việc mà mạng xã hội họ đồn đồn là cô Hồng Loan đã đi xét nghiệm ADN và chứng minh mình là con ruột của Vũ Linh thì rõ ràng đó là nó là một cái tin, nhìn qua là chúng ta biết là cái tin là hư cấu rồi. Bởi vì cô Hồng Loan này cô chắc chắn là phải có luật sư, và luật sư của cô Hồng Loan này là thừa biết rằng không cần làm cái xét nghiệm đó, không cần, do đó là không ai đi làm cái xét nghiệm đó cả. Bởi vì con nuôi hay là con ruột thì đối với vấn đề tài sản không có gì khác nhau cả. Đấy, cho nên không cần phải chứng minh là con ruột làm cái gì. Thế thì là một cái tin đồn nó là lan ở trên mạng, mà mạng Facebook đó, thì nó mới nhiều. Mạng Facebook là hiện nay đổ dồn vào cái trường hợp của Hồng Loan, Hồng Phượng và gia đình cố nghệ sĩ Vũ Linh này rất nhiều. Mạng YouTube thì ít nhưng mạng Facebook cực kỳ nhiều. Đấy, hầu như là thành ra một cái làn sóng vậy đó ở trên mạng Facebook. Đấy, rất nhiều và phần lớn đều là ủng hộ cô Hồng Loan này. Dĩ nhiên tôi cũng không có phân tích cái chỗ là ủng hộ nó là như thế nào. Không có cái chỗ nào, tôi không có đi vào cái gọi là tính chính nghĩa hay tính phi nghĩa đồ gì ở đây cả. Nhưng mà ở đây tôi chỉ là điểm về cái hiện tượng thôi, chứ cái việc ủng hộ thì là chưa biết đúng sai là thế nào, và tôi cũng không có đi vào cái đúng sai đó. Nhưng mà trên mạng Facebook thì ủng hộ cô Hồng Loan rất nhiều, ủng hộ ghê gớm lắm. Chính vì cái sự ủng hộ đó mà nó dẫn đến là khi đài truyền hình đó họ phát một cái tập mà có cô Hồng Phượng ở trong đó thì người dân là họ phản đối, buộc đài truyền hình họ phải là rút cái tập mà có Hồng Phượng đấy xuống. Do đó là hiện nay là Hồng Phượng là đang đứng trước một cái làn sóng mà phản ứng rất là dữ dội của là nhiều người ở trong xã hội. Thì trở lại chuyện của là nhà báo Huỳnh Hòa Bình, thì nhà báo Huỳnh Hòa Bình thì tôi thấy ở trên này thì cũng chịu đựng một cái sự phải nói rằng là phản ứng rất dữ dội của cái cộng đồng những người mà ủng hộ cho là cô Hồng Loan. Thì không biết là Huỳnh Hòa Bình này có đứng vững được nữa hay không, nhưng mà ở đây rõ ràng là một cái mặt trận pháp lý khá thú vị. Và hiện nay là trên Facebook của cô Hồng Loan đó, là đã không thấy cái tối hậu thư mà yêu cầu là Huỳnh Hòa Bình gỡ những cái status xuống. Có lẽ Hồng Loan sẽ dùng tòa án chứ không dùng Facebook, sẽ dùng tòa án để giải quyết là cái vấn đề là pháp lý này. Thì chúng ta chờ xem nó như thế nào nha bà con. Đó rồi, thì thưa bà con, câu chuyện là Hồng Loan và nhà báo Huỳnh Hòa Bình thì nó là như thế. Còn câu chuyện Hồng Loan và Hoàng Phượng thì tạm lắng. Tạm lắng. Rồi, thì ai chưa đăng ký kênh của tôi thì xin đăng ký dùng. Và một lần nữa xin chúc cho bà con một ngày an lành bình yên. Xin cảm ơn sự lắng nghe tất cả bà con, và xin hẹn gặp bà con trong video sau. Xin bye bye tất cả mọi người.